Tất cả đều do thức ấm và tâm dụng công giao sen. Tất cả các trạng thái này đều do kết quả giao sen của thức ấm và nỗ lực khi dụng tâm tu tập. Đây là trò tác quái của thức ấm. Khi quý vị nỗ lực công phu thì thức ấm đấu tranh chống lại công phu của quý vị. Nếu quý vị có một tâm niệm tham dục, vọng tưởng dù rất vi tế thì quý vị sẽ rơi vào ma cảnh, bị ma gá vào quý vị sẽ sinh khởi nhiều lý thuyết điên đảo. Một khi lý luận điên đảo ấy đã hình thành thì rất khó mà phá trừ nó nổi. Cho dù có thiện tri thức đến chỉ bày sự điên đảo ấy giúp cho họ phá trừ, họ vẫn không tin mà còn cãi lại. Các ông biết gì nào? Dù sao tôi cũng đã thành Phật rồi, nhưng gì các ông nói đều sai lầm cả dù quý thiện tri thức đã chỉ bày họ vẫn không chịu tin đó là lý do tại sao trạng thái này xuất hiện kinh văn chúng sinh ngoan mê bất tử thốn lượng phùng thử hiện tiền, các dĩ sở ái, tiên tập mê tâm, nhi tự hưu tức, tương vi tất cánh, sở quy ninh địa, tự ngôn mãn túc, vô thượng bồ đề, đại vọng ngữ thành, ngoại đạo tà ma, sở cảm nghiệp chung, đạ vô gián ngục, thanh văn duyên giác, bất thành tăng tiến việt dịch chúng sanh mê mờ không biết tự xét gặp tình huống này đều đem tâm mê lầm ưa thích những tập quán cũ mà tự dừng nghĩ cho đó là chỗ quay về rốt ráo tự tuyên bố đã đạt được quả vị vô thượng bồ đề viên mãn thành tội đại vọng ngữ ngoại đạo tà ma sau khi chiêu cảm nghiệp báo chấm dứt sẽ rơi vào địa ngục vô gián các hàng thanh văn duyên giác không thể tiến lên hơn nữa Giảng, chúng sanh mê mờ không biết tự xét, chúng sanh ngoan cố, khó chuyển hóa được mê lầm của chính mình, họ không chịu dừng lại những vọng tưởng dù chỉ để quán xét thử mình là ai, họ chưa thoát khỏi lớp da heo, đốt chó mà tự tuyên bố mình là Phật, họ đã tự đánh giá mình quá cao, gặp tình huống này đều đem tâm mê lầm ưa thích những tập quán cũ. Gặp cảnh giới này hiện tiền, tâm bị mê mờ, ưa thích những tập quán cũ, ưa thích tham luyến những thứ ái dục, khiến tâm mình u mê đần độn hết đời này sang đời khác, mà tự dừng nghỉ, cho đó là chỗ quay về rốt ráo. Nên thích dừng nghỉ, nơi tự cho là chỗ quay về rốt ráo. Anh ta cho rằng mình đã tới nơi bảo sở, nhưng thực ra anh ta chỉ mới đến được nơi hóa thành. Hóa thành ấy chưa phải là bảo sở, người này rất mong muốn đến bảo sở, nhưng chỉ mới đi được nửa đường, họ đã thấy mệt mỏi và muốn dừng lại hẳn. Đến lúc này, người có thần thông sẽ hóa hiện ra một hóa thành và nói với họ, bảo sở ở ngay phía trước chúng ta, chúng ta nên đến đó để nhận lấy kho báu, chúng ta có thể mang về mọi thứ vàng bạc chân bảo mục đích là để họ đến thành ấp đó để nghỉ ngơi, rồi tiếp tục lên đường. Nhưng tất cả mọi người khi đến hóa thành rồi, cứ cho rằng đây là bảo sở. Họ dừng nghỉ ở đó và không muốn đi xa hơn nữa. Họ cho rằng đây là nơi quay vẻ nương tựa rốt giáo, nơi mà họ muốn đến từ lâu.